Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sức Sống 360. Tiếp tục tối hôm nay thì kênh Sức Sống 360 sẽ cập nhật tin tức mới nhất cho cô chú anh chị về việc cô người mẫu Ngọc Trinh bị bắt tạm giam với tội gây rối trật tự công cộng, có thể đối diện với mức án nào. Chiều ngày 19 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can, là lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu diễn viên Ngọc Trinh 34 tuổi, về tội là gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh thì lệnh bắt tạm giam Ngọc Trinh trong thời hạn là 3 tháng kể từ ngày là 19 tháng 10. Thông tin này thì khiến dư luận không ngừng xôn xao bàn tán liên quan đến vi phạm của Ngọc Trinh. Nhiều người thì cũng thắc mắc liệu người đẹp gốc Trà Vinh này sẽ phải đối diện với mức án phạt như thế nào. Thì trao đổi với báo An ninh Thủ đô, luật sư Lê Hồng Văn thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích về việc Ngọc Trinh thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, nằm quỳ gối trên yên xe, sau đó đăng tải phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và văn hóa ứng xử của thế giới trẻ, bởi đây là tài khoản mạng xã hội được hàng triệu người theo dõi. Với hành vi vi phạm pháp luật nêu trên thì Ngọc Trinh đã bị xử phạt hành chính là 8,5 triệu, bị dư luận lên án khá gay gắt. Đối với việc xử lý hình sự theo điều là 318 Bộ luật hình sự năm 2015 thì về tội là gây rối trật tự công cộng, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 đến 2 năm, phạm tội có tổ chức, gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Được biết, tội gây rối trật tự công cộng là tội xâm phạm đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở nơi công cộng như đua xe, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về mặt khách quan, hành vi cấu thành tội phạm khi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã kết án về tội phạm này nhưng vẫn còn vi phạm. Vậy thì lúc này người phạm tội thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng là lý do cố ý. Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này, người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng có thể đối diện với mức án cao nhất là 7 năm tù. Như vậy thì cái tình hình cũng rất là căng đối với cô người mẫu này đó cô chú anh chị. Nếu có những tin tức gì em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn nắm thêm nhé. Bây giờ em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những tin tức sau.